Mình xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ cách để chúng ta có thể căng được một cọng dây nhợ ha, từ cây đinh này qua cây đinh bên kia mà nó vẫn căng cứng nha các bạn nha. Đó, nó vẫn căng như dây đờn nha các bạn nha. Một cách căng cọng dây nhợ rất là đơn giản luôn ha. Rồi, thì chúng ta thường áp dụng căng những cọng dây nhợ này á trong những trường hợp như chúng ta làm những công trình như xây tường ha, hoặc là chúng ta căng để chúng ta canh những cái khung sắt cho nó ngay các bạn ha, cho khung sắt nó ngay, nó không có bị quan nữa các bạn, nó không có bị vặn đó. Thì chúng ta sẽ áp dụng thêm những cọng nhợ như thế này, thì chúng ta sẽ làm theo cách này ha. Rồi thì cách căng từ góc này qua góc này á, thì mình căng theo kiểu này nè, mình cọp theo kiểu này thì bảo đảm không bao giờ mà nó tụt ha các bạn nha. Rồi cọng dây nhợ á, mình bẻ đôi là như thế này. Đó, xếp đôi là như thế này, xong. Đó, rồi. Bẻ đôi là như vậy đúng không các bạn? Đó, cho mình đây. Đó, mình kéo ra vậy. Đó, mình thấy không? Đó, khi mà mình kéo ra là nó căng cứng nhất các bạn nha. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi, giờ chúng ta đã được một đầu rồi ha. Tới cái đầu thứ hai nè. Đó, cái đầu đầu tiên thì nó đơn giản rồi, tới cái đầu thứ hai chúng ta bắt buộc phải căng làm sao mà cho nó căng ha các bạn ha. Đó. Ta kéo mạnh ra. Rồi, xong chúng ta quấn. Quấn 5 6 vòng nữa ha. Rồi. Đó. Như vậy là nó căng rồi ha. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ uốn thẳng cọng dây như thế này. Đó, đó, chúng ta chỉ vặn cọng dây thôi. Đó, các bạn cọng dây thôi là bắt đầu nó đã dính lại nè, nó khóa cái mối này lại các bạn ha, nó sẽ không còn tuột nữa ha. Nè các bạn coi nè, nó căng nè. Đó, nó căng vậy đó. Rồi, thì cách khóa mối ở đây nè các bạn, nó đơn giản lắm. Có nhiều người ta không có làm được đâu ha. Những người trong ngành thì người ta sẽ làm được ha. Đó, mình bẻ đôi là cùng vây dây như thế này, thì mình tháo ra, giờ mình tháo ra cái là nó tuôn liền. Đó, giờ mình chỉ khúc này lại ha. Đó, các bạn bẻ đôi lại vậy. Đó, mình bẻ đôi lại xong, các bạn sẽ xây. Đó, mình xây một vòng như này ha. Đó, xây lại như vậy, tầm 2 vòng đi ha. Đó, như vậy nó đang lỏng đúng không? Đó, bạn bỏ vô như vậy xong các bạn kéo ra thôi. Đó, như vậy là nó khóa lại nha các bạn nha. Đó, làm sao mà tuột được các bạn. Đó. Rồi. Thì đây chính là cái cách mà mình chia sẻ đến cho các bạn, cách căng dây ha, từ đầu này qua đầu bên kia mà cọng dây sẽ không có bị lỏng ha, không bị tuột nha. Vẫn rất là ok. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích cho các bạn á, có thể giúp được các bạn trong cuộc sống thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.